các ngân hàng tìm cách khôi phục lòng tin của khách hàng. Những ngân hàng bị rung chuyển bởi cuộc khủng hoảng tài chính, sau đó lại bị liên quan trong một loạt các vụ bê bối, chẳng hạn như bán bảo hiểm không cần thiết hoặc gian lận lãi suất, nay đang tìm cách khôi phục lòng tin của khách hàng. Bất ổn trong lĩnh vực tài chính đang lắng chìm và một số thương hiệu ngân hàng đã sống sót tốt hơn so với những thương hiệu khác. Thương hiệu tài chính cùng với tạp chí Banker đã xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng hàng đầu. Các ngân hàng Hoa Kỳ chiếm ưu thế với Wells Fargo trong vị trí hàng đầu, tiếp theo là ngân hàng HSBC của Anh Quốc và Bank of America, Citigroup và Chase. Giám đốc điều hành của thương hiệu tài chính, ông David Hay nói rằng, trong 5 năm qua, ngành ngân hàng đã học được rất nhiều bài học và nay có một thế hệ lãnh đạo hoàn toàn mới đang đưa thương hiệu của mình lên trở lại và khôi phục lại danh tiếng của họ. Tập đoàn ngân hàng Lloyds của Anh Quốc là một trong những ngân hàng đang tìm cách để thay đổi quan điểm của người tiêu dùng. Lloyds vừa mới dành ra thêm 1.8 tỷ bảng Anh để bồi thường cho vụ bán bảo hiểm không cần thiết, nâng tổng số tiền dành ra lên đến gần 10 tỷ bảng Anh. Giám đốc điều hành, ông Antonio Horta Osorio đã phát biểu tại một hội nghị ở London về tương lai của ngân hàng, nói rằng chìa khóa để xây dựng lại danh tiếng của Lloyds là tập trung vào khách hàng. Các ngân hàng không nên khởi động một sản phẩm mà không mang lại lợi ích cụ thể cho khách hàng, và đây là điều mà ông sẽ thực hiện tại Lloyds. Tiền thưởng cho các giới chức trong ngành ngân hàng cũng vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Giám đốc điều hành ngân hàng Barclays, ông Anthony Jenkins, vừa mới từ chối tiền thưởng năm 2013 của mình. Đây là năm thứ hai ông làm như vậy, nói rằng việc ông nhận tiền thưởng trong khi ngân hàng vẫn còn phải trả phạt cho những sai lầm trong quá khứ là điều không đúng. Khu vực đồng euro cũng đang cố gắng để khôi phục lòng tin đối với các ngân hàng của mình. Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đang thử nghiệm các ngân hàng trước khi ECB trở thành cơ quan giám sát ngân hàng trong tháng 11. Nhưng các ngân hàng cũng cần thời gian và một chiến lược để thuyết phục một công chúng vẫn còn đang rất hoài nghi.